Sân bay Đại Hưng nằm ở phía nam thành phố Bắc Kinh. Sân bay mới này dự kiến sẽ đón 45 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2022 và 72 triệu lượt khách vào năm 2025. Sân bay Đại Hưng có diện tích 47 km vuông, gồm khu vực trung tâm và 5 nhánh tỏa ra các phía, phỏng theo hình chim phượng hoàng giang rộng cánh. Đây được xem là công trình nhà ga lớn nhất thế giới. Sân bay mới có 4 đường băng và có thể tiếp nhận tới 300 chuyến bay cất cánh và hạ cánh chỉ trong một giờ. Sân bay mới có diện tích gấp đôi sân bay thủ đô Bắc Kinh hiện tại. Sân bay Đại Hưng hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho những tuyến bay đến và đi từ thủ đô Bắc Kinh, bởi sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh hiện nay đã hoạt động hết công suất, khiến các hãng hàng không gần như không thể bổ sung thêm chuyến bay vào khung giờ mong muốn.